đòi lại gần xa vào viếng cụ Phong. Ba là cùng với nhân dân xóm đình, xóm giếng đưa cụ Phong về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi xin báo cáo về thủ tục trình tự làm lễ của gia tộc Nguyễn Danh như sau. Một là dâng lễ lên bàn thờ cụ Phong. Hai là dâng hương lên bàn thờ cụ Phong. Ba là đọc lời viếng của gia tộc. Bốn là cả họ làm lễ cụ Phong. Theo truyền thống của gia tộc, tất cả các ông các bà khi làm lễ là vai trên không làm lễ và đứng mặt nẹo, còn tất cả các vai là em, là con, là cháu đều làm lễ nên gối xuống gối và hô hô ba lần trước khi làm lễ. Để bắt đầu tiến hành nghi lễ của gia tộc, tôi xin mời ban nhạc tang cho một hồi kèn trống để bắt đầu. Toàn thể gia tộc, tình cảm của gia tộc ta đối với cụ Nguyễn Thị Ninh và tình cảm của Nguyễn Thị Ninh đối với gia tộc là dâu con trong họ nhà ta, vui buồn sung sướng đều là có nhau, để thể hiện sống có nhau, chết chung có nhau, cả họ thành tâm lễ phụng viếng. Tôi xin mời ông Nguyễn Danh Vĩnh thay mặt ban tang lễ dâng lên bàn thờ của ông. Tôi xin mời ông Vĩnh, ông Soạn dâng vòng hoa của gia tộc lên bàn thờ của ông. Vòng hoa có dòng chữ nội ngoại gia tộc Nguyễn Danh kính viếng cụ. Lễ viếng gia tộc còn có bức chướng mang dòng chữ lưu luyến tiễn đưa chào vĩnh biệt, cả họ nhớ mãi nghĩa tình thân. Tiếp theo chương trình, tôi xin mời ông Nguyễn Danh Soạn lên dâng hương. Lời viếng và chia buồn của gia tộc Nguyễn Danh. Kính thưa linh hồn cụ Nguyễn Thị Ninh, kính thưa toàn thể nội tộc, ngoại tộc, các vị quý khách, bề bên nội ngoại, các bậc thông gia và gia đình tang chủ. Cụ Nguyễn Thị Ninh kính mến và thân thương người dâu hiền thảo của gia tộc Nguyễn Danh ta giờ đây không còn nữa. Để tưởng nhớ đến cụ, hôm nay gia tộc ta có lời viếng cụ và cùng với nhân dân xóm đình, xóm giếng đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Cụ Nguyễn Thị Ninh sinh ngày 18 tháng 10 năm Tân Tị 1941, là người con gái của họ Nguyễn Công trong một gia đình nông dân ở thôn Chú Quyến, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Lúc còn nhỏ được gia đình cho ăn học, đến năm 19 tuổi thì kết duyên với cụ trai.
trải qua 15 năm chung sống với nhau, đến nay đã có 6 con trai, dâu, gái rể, 19 cháu nội ngoại và 10 chất. Lúc sinh thời, cụ là người cần cù trong lao động, có nếp sống giản dị, gần gũi với mọi người. Đối với gia đình, cụ là người mẹ, người bà, người cụ hiền thảo. Đối với xã hội, cụ là hội viên tích cực của các đoàn thể, đoàn kết, thân ái với mọi người. Qua 60 năm làm dâu của họ Nguyễn Danh, cụ là người hiếu thảo, cụ trai hy sinh trong cuộc chống Mỹ cứu nước. Cụ vừa là mẹ, vừa là cha, thờ cúng tổ tiên, nuôi chồng, thờ cúng, thờ chồng, nuôi con. Đến nay các con của cụ đã trưởng thành, nên được gia tộc Nguyễn Danh ban tặng cho cụ hai chữ Trinh Thuận. Và dòng họ ban tặng dòng chữ Chọn nghĩa với gia đình, chọn tình với gia tộc. Giữa lúc bốn thế hệ đang chung sống với nhau trong một gia đình thì cụ lâm bệnh. Các con, các cháu tìm thầy, tìm thuốc, ai cũng mong cụ qua khỏi để thọ tăng thêm thọ. Nhưng vì bệnh nặng, tuổi cao, cụ đã về nơi Bồng Lai Tiên Cảnh hồi 17 giờ 13 phút ngày Đinh Mão tháng Quý Dậu năm Kỷ Hợi, tức là ngày 27 tháng 9 2019. Cụ hưởng thọ 79 tuổi. Cụ mất đi, các con mất đi người mẹ kính yêu, các cháu chắc mất đi người cụ, người bà hiền từ và hay kể chuyện cổ tích. Gia tộc Nguyễn Danh ta mất đi người con, người em, người chị, người thím, người bác, người bà, người cụ vô cùng thân thương. Hỡi cụ Nguyễn Thị Ninh kính mến, xin cụ hãy nhận lấy ở đây những tình cảm của anh chị em con cháu đã không quản đường xá xa xôi về đây chịu tang cụ, phúng viếng cụ. Những vòng hoa, những bước chướng, những nén hương đều thể hiện tình cảm thương cụ, tiếc cụ. Cụ Nguyễn Thị Ninh kính mến, sinh lão bệnh tử là quy luật đời người, ai mà tránh được. Vĩnh biệt cụ, nội ngoại gia tộc Nguyễn Danh ta xin cầu chúc cho cụ về với tổ tiên nội ngoại, linh hồn được tiêu sinh thịnh độ. Ông Khanh, ông Thành và các con của cụ quý mến, cụ Nguyễn Thị Ninh mất đi chẳng những là một tổn thất của gia đình ta mà cũng là tổn thất của gia tộc ta. Toàn thể nội ngoại gia tộc xin thành kính dâng lên bàn thờ cụ nén hương thơm và có lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình ta. Mong gia đình ta nén đau thương sớm ổn định để tiếp bước truyền thống của cụ, góp phần xây dựng gia tộc ta, chấp hành tốt chính sách của Đảng, Chính phủ, chấp hành các nội quy, quy định ở địa phương để góp phần xây dựng nông thôn mới, làm cho quê hương Chu Minh ta giàu đẹp. Cuối cùng xin vĩnh biệt cụ. Ho 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 ho.
Có những lần con khóc giữa đêm khi hình mẹ hiện về nắm khói lửa, giấc đêm đêm về quê ta vây khốn, bắt cha đi mẹ khóc suốt đêm buồn. Ôi thương mẹ vất vả sống nuôi con, đi vội về sợ con thơ ngóng chờ, nhưng mẹ đi không bao giờ về nữa. Ngã trên đường tức tưởi chết trong mưa. Mẹ ơi mẹ ơi, tan chim bao nước mắt thành dòng, con gọi mẹ một mình trong đêm vắng. Mẹ ơi mẹ ơi, có nghe chăng lời con vang vọng tới mộ phần trên vuông đất quê hương. Con lang thang giữa đời quạnh hiu qua, đâu cũng sống không đâu là nhà. Con quê mẹ xa nửa vòng thế giới, con không về từ ngày mẹ ra đi. Đêm tha hương con gục đầu tưởng nhớ, trên đời này mẹ con không gặp nữa, trên đời này không bao giờ gặp nữa. Mẹ ơi mẹ, con khóc giữa đêm mưa. Có những lần con khóc giữa đêm mưa khi hình mẹ hiện về nắm khói lửa, giấc đêm đêm về quê ta vây khốn, bắt cha đi mẹ khóc suốt đêm buồn. Ôi thương mẹ vất vả sống nuôi con, đi vội về sợ con thơ ngóng chờ, nhưng mẹ đi không bao giờ về nữa. Ngã trên đường tức tưởi chết trong mưa. Mẹ ơi mẹ ơi, tan chim bao nước mắt thành dòng, con gọi mẹ một mình trong đêm vắng. Mẹ ơi mẹ ơi, có nghe chăng lời con vang vọng tới mộ phần trên vuông đất quê hương. Con lang thang giữa đời quạnh hiu qua, đâu cũng sống không đâu là nhà. Con quê mẹ xa nửa vòng thế giới, con không về từ ngày mẹ ra đi. Đêm tha hương con gục đầu tưởng nhớ, trên đời này nữ đứng một bên, nữ bên tay tay trái tôi, nam bên tay phải tôi. Cùng toàn thể gia đình các chủ và toàn thể hội hiếu, chúng ta ổn định tổ chức để buổi lễ được bắt đầu. Kính thưa hương hồn cụ vong, kính thưa gia đình các chủ, thưa toàn thể hội hiếu, trước khi tiến hành buổi lễ, thay mặt ban tổ chức tôi xin phép được thông qua những nội dung chính của buổi lễ ngày hôm nay như sau. Một là tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Hai là công bố quyết định thành lập ban tổ chức lễ tang. Ba là đại diện các tổ chức thôn xóm nhân dân lễ và đại diện lãnh đạo địa phương lên dân hương. 4 là đại diện lãnh đạo địa phương lên đọc lời điếu. 5 là mời các cụ chư thái vãi lên đọc lời hành viếng. 6 là mời đại diện gia đình lên có lời đáp. 7 là hội hiếu để một phút mặc niệm. 8 là mời đội đô tùy của thôn và di quan đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đó là toàn bộ nội dung của buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa hương hồn cụ vong, kính thưa gia đình trang chủ, thưa toàn thể hội hiếu, được tin cụ Nguyễn Thị Linh là vợ của liệt sĩ Nguyễn Danh Dư ở xóm Đình Giếng, thôn Trung Biên 3, xã Chu Minh. Do tuổi cao sức yếu, cụ đã tạ thế vào hồi 17 giờ 12 phút ngày 27 tháng 9 năm 2019, tức ngày 29 tháng 8 năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 79 tuổi. Trong giờ phút tiếp thương này, đoàn đại biểu Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện các ban,
ngành, đoàn thể của xã, các ông bà bí thư chi bộ, các thôn, trưởng phó thôn, trưởng phó ban công tác mặt trận thôn, các ông bà đại diện hội người cao tuổi, hội chữ thập đỏ, chủ tịch, hội đồng quản trị, hợp tác xã nông nghiệp, họ nội, họ ngoại, bạn bè gần xa, gia đình thông gia, bà con làng xóm đến với thân quyến gia đình. Trước hết xin được chia buồn cùng gia đình. Sau đây thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu ban tổ chức lễ tang gồm các ông bà có tên sau đây. 1. Ông Nguyễn Bá Nho, bí thư đảng ủy, làm trưởng ban. 2. Ông Trần Đình Hảo, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân xã, làm phó ban. 3. Bà Phương Thị Việt Hoa, phó bí thư thường trực đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, làm phó ban. 4. Ông Nguyễn Công Tuân, đảng ủy viên, phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã, làm ủy viên tổ chức. 5. Ông Nguyễn Danh Thủy, đảng ủy viên, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc, làm ủy viên. 6. Ông Trần Quang Tùng, đảng ủy viên, bí thư đoàn xã, làm ủy viên. 7. Bà Phùng Thị Thúy Hằng, đảng ủy viên, chủ tịch hội phụ nữ, làm ủy viên. 8. Ông Nguyễn Chí Vạn, chủ tịch hội cựu chiến binh, làm ủy viên. 9. Bà Nguyễn Thị Quý, đảng ủy viên, chủ tịch hội nông dân, làm ủy viên. 10. Ông Nguyễn Công Còi, bí thư chi bộ thôn Chu Quyến, ba làm ủy viên. 11. Ông Hoàng Tuyển Nghị, trưởng thôn, làm ủy viên. Kính thưa hương hồn cụ vong, kính thưa gia đình tam chủ, thưa toàn thể hội hiếu. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện hội người cao tuổi thôn Chu Quyến ba lên dâng vòng hoa kính viếng. Xin kính mời. Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời đại diện hợp tác xã nông nghiệp thôn Chu Quyến lên dâng lễ. Chữ thập đỏ thôn Chu Quyến lên dâng lễ. Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời đại diện hội người cao tuổi thôn Chu Quyến ba lên dâng lễ. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà đại diện cho hội người cao tuổi, hội chữ thập đỏ, các cụ chư ông thái vãi, các ông đại diện cho hội đồng quản trị hay hợp tác xã nông nghiệp, các ông bà bí thư chi bộ, trưởng phó thôn, trưởng phó ban công tác mặt trận, các vị khách quý, các vị thân bằng cố hữu gần xa cùng bà con thôn xóm, kính thưa thân quyến gia đình, kính thưa hương hồn cụ vong. Cuộc đời là một bể sâu, đã biết ly biệt vẫn đau đớn lòng. Khói Phật sắc sắc không không, từ nay con cháu ẩn trông thấy bà. Thật vậy, hôm nay trước bàn thờ khói hương bốn bức chân dung cụ có các cơ quan đoàn thể, có hội người cao tuổi, có thông gia bể bên, họ hàng lộ ngoài, bà con thôn xóm vô cùng thương tiếc khi nghe tin cụ đã từ trần hồi 17 giờ 12 phút ngày 27 tháng 9 năm 2019, tức ngày 29 tháng 8 năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 79 tuổi. Kính thưa toàn thể hội hiếu, cụ Nguyễn Thị Ninh sinh năm 1941,
tại phố Trung Nguyên 3, xã Trung Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Lớn lên, cụ xây dựng gia đình cùng với cụ trai người cùng thôn Trung Nguyên 3, xã Trung Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Khi từ nhỏ đã phải sống một cuộc sống vất vả gian nan dưới ép đô hộ của hai tầng lớp đế quốc và phong kiến, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm biến đổi của đất nước, thay đổi của vạn vật, gần 80 năm với cha, với mẹ, với chồng, với con, cùng các cháu chắt, cụ đã mang đủ tính hiền thục, tam tòng tứ đức, ai ai cũng phải ngợi khen. Năm 1959, sớm giác ngộ cách mạng, vì cảnh lầm than cùng khổ của đất nước dưới ách đô thể đô hộ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, cụ trai Nguyễn Danh Dư đã nhập ngũ vào quân đội nhân dân Việt Nam tháng 3 năm 1959 và đã lên đường vào Nam chiến đấu giải phóng đất nước. Trong trận chiến đấu khốc liệt của các Nguyễn Danh Dư đã anh dũng hy sinh ngày 1 tháng 6 năm 1972. Đau đớn, xót thương, kiếp cảnh, chia ly, mất mát của gia đình, nhưng cụ vẫn luôn phát huy được bản chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Cụ đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cụ đã biến đau thương thành hành động. Cụ bước qua đợt, qua nỗi đau thương, mất mát, tiếp tục cuộc sống đời thường, nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành, đồng thời mang sức lực của mình để cống hiến cho xã hội và quê hương. Cụ tiếp tục động viên con cháu, cụ phát huy bản chất tốt đẹp của cha anh, tích cực lao động sản xuất và công tác, góp phần cùng nhân dân và Đảng xây dựng đất quê hương đất nước. Các con cụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bản thân cụ luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Cụ luôn sống có trước, có sau, có thủy, có chung, nên cụ được Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương tin yêu, kính trọng. Song thương thay cũng đáng tiếc thay cho quy luật tạo hóa, sinh thì có hạn, tử bất kỳ. Sống trên trần chỉ là nơi gửi thác mới về nơi muôn thuở xa xôi. Đến đây, do tuổi cao sức yếu, cụ đã lâm bệnh. Mặc dù cụ đã được các con cháu chắt, tết nồng, chạy chữa, phụ dưỡng chú đáo tận tình, nhưng cụ không qua khỏi. Cụ đã nhắm mắt xuôi tay, bỏ mặc kiếp trần về với tổ tiên nơi bồng lai tiên cảnh. Ôi thương ơi, người thấy ấy sao mà vẫn thấy ấy, bỗng đâu trời sai khiến cõi âm dương đôi ngả xa xôi. Vận đến đây thay bệnh đến đây, bắt ra nắm đất cùi đường tử hiếu ngàn năm không gặp nữa. Xong tuổi lối đồng chín khúc ngổn ngang, tay nghe trống kèn như xét đánh nửa vời, khóc thân thụt sùi như trời đổ mưa. Đèn mờ khi tỏ khi mờ, cháu con ngồi đó vẫn ngơ ngẩn lòng. Thôi từ nay cụ không còn nữa, từ đây Đảng, chính quyền mất đi một người dân mẫu mực, hội người cao tuổi mất đi một hội viên mẫu mực, hàng xóm mất đi người bạn già bí sầu xé nước khi sáng nửa lúc tối đèn. Từ biệt với đời, cụ để lại muôn vàn tình thương tiếc cho Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, cho anh em bè biên nội ngoại xa gần, cho các con các cháu. Trước linh sàng khói hương nghi nút, mong cụ hãy ghi nhận tấm lòng thương tiếc của lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, của các cơ quan và thể anh em bè biên nội ngoại, bà con cô bác xa gần, đồng thắp nén hương thấu tới cửu trùng, cầu chúc cho toàn gia quyến an khang thịnh vượng, cầu chúc cho linh hồn cụ nơi xứ suối được yêu sinh tình hậu. Yeah.
thưa các cụ, các ông, các bà, thay mặt cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Chu Minh, các ông, các bà, thay mặt cho dân chính đảng và các đoàn thể nhân dân thôn Chu Quyến, xã Chu Minh, cùng toàn thể bà con nhân dân và đại gia đình. Cụ tôi, Nguyễn Thị Ninh, bệnh nặng, sức yếu, mặc dù được các y bác sĩ cùng các con, các cháu hết sức tận tình cứu chữa, nhưng không qua khỏi. Cụ tôi đã chút hơi thở cuối cùng về với tổ tiên hồi 5 giờ 12 phút chiều 27 tháng 9 năm 2019, tức 29 tháng 8 năm Kỷ Hợi. Hưởng thụ 79 tuổi, cụ tôi mất đi là một tổn thất rất to lớn cho gia đình. Giờ đây, cụ tôi không còn nữa, đã ra đi về với tổ tiên. Được các ông các bà thay mặt cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã, được các ông các bà thay mặt cho các đoàn thể nhân dân thôn Chu Quyến cùng toàn thể nhân dân và đại gia đình tới thăm viếng, tiễn đưa cụ tôi về nơi an nghỉ ngàn thu. Thay mặt cho gia đình, xin chân thành cảm ơn các ông các bà cùng toàn thể nhân dân và đại gia đình. Tăng gia trong gia đình có gì bối rối, mong được lượng thứ. Một lần nữa, thay mặt gia đình, sau khi đưa cụ tôi ra nơi an nghỉ vĩnh hằng xong, kính mời các ông các bà và toàn thể nhân dân tới gia đình uống nước cùng với gia đình. Xin chân thành cảm ơn. Đội đô tùy của thôn vào di quan đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể hội hiếu bớt chút thời gian tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Thank you.
Đêm nay nhìn mưa xót xa trong lòng, nghe tiếng mưa rơi hay dòng lệ rơi, bao nhiêu mưa đổ ngoài hiên, bấy nhiêu nước mắt mẹ hiền, đêm ngày mong ngóng tin. Đêm nay nhìn mưa xót xa trong lòng, bên mái tranh siêu gian khổ nuôi con, mưa rơi rét lạnh từng đêm, vẫn nghe hơi ấm êm đềm, nhà mình tuy nghèo mà vui. Mẹ già trong ngóng ngày đêm thương con, bao đêm trăng trở thân thơ, đâu
rằng mai này con sẽ trở về quê hương. Tháng rộng ngày dài con vẫn ngàn xa, bao nhiêu giọt mưa bấy nhiêu giọt sầu, như vẫn đâu đây tiếng cười con thơ. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, thương người con ở miền xa. Đêm nay nhìn mưa xót xa trong lòng, bên mái tranh siêu gian khổ nuôi con. Mưa rơi rét lạnh từng đêm, vẫn nghe hơi ấm êm đềm, nhà mình tuy nghèo mà vui. Xa cách mẹ cha, hay chẳng nơi chốn quê nhà, mẹ già trông ngóng ngày đêm. Thương con bao đêm trăng trở thân thơ, đâu biết rằng mãi này con sẽ trở về quê hương. Tháng rộng ngày dài con vẫn ngàn xa, bao nhiêu giọt mưa bấy nhiêu giọt sầu, như vẫn đâu đây tiếng cười con thơ. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, thương người con ở miền. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, thương người con ở miền xa. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, thương người con ở miền. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, thương người con ở miền xa. Thank you.
Quan lại ho quan, nhà mình đông quá được rồi đấy. Đông giấy chờ đâu. Quan lại ho quan, mẹ ơi chiều mai anh đưa. Quan lại ho quan, chơi chăm bách tiếng đàn. Quan lại ho quan, chào mặt cháu cái chuyện mình chuyện mày giả tiền to cho cụ mai cụ phủ hòn chăn nuôi lợn to bò béo chuyện gì để bảo vệ con lợn nhiều xưa luôn cái tốt là bây giờ nuôi nhiều xưa này có đi mua vé máy bay đi được nè chưa hết được sao không mua vé máy bay lại ho quan được thanh nhàn mát mẻ quan lại ho quan lại ho quan, quan lại ho quan, quan lại ho quan, quan lại ho quan. Quan lại ô quan, anh em cháu hồn ơi. Quan lại ô quan, một giải hôm nay đi đò. Mang theo bao nỗi mong
quá mẹ tôi. Trong con nhớ qua, lòng con nhớ qua, bao năm mẹ đã tàu tần, dầm mưa dãi nắng nuôi những đứa con. Mẹ làm thuê nào quán bao nhọc nhằn, lo đám con khờ rao cháo ngày qua. Sờn dây áo bà, tóc mẹ xương pha. Tóc mẹ xương pha, làm giá sạm nắng tay chai xa. Nuôi đàn con khôn lớn, dắt mẹ gầy heo. Tình
cha bộ mình ôm con khờ giữa đời bơ vơ. Suốt canh thâu ngoài kia mưa bão mẹ đau xé lòng, thế rồi năm tháng cũng qua giờ con khôn lớn mà nhớ lại xót xa. Cha ra đi bỏ mẹ tội tình, bỏ mẹ một mình ôm con khờ giữa đời bơ vơ. Ngày nhà lớn
trên đời này tựa phù du có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Làm người sáng giàu đừng vì ham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta mai này sẽ qua. Đừng khoe có bá có cả gì ông chú bà bạc ngôn à thế mà cũng không nỡ mai đi trả hoa. Hồn giá ơn thầy này, giá ơn hành chính đô tùy này, giá ơn các vãi vãi thề tận tâm này, Nam mô Đức niệm Phật độ vong này. Con cháu có lòng thì hồn cũng giả ơn này, hồn về châu Phật châu trời này.
lại họ Quan. Cụ họ Quan cháu trên đời vinh hoa này. Quan lại họ Quan. Nữa mai đi chợ qua đường. An Di Đà Phật. Thấy hàng cháo bán hồn đừng có ăn. An Di Đà Phật. Thấy cô mỹ nữ cung tần. An Di Đà Phật. Thấy hàng dầu miếu nghỉ chân chớ ngồi. An Di Đà Phật. Thấy gương mặt kính chớ soi. An Di Đà Phật. Có thuyền bát nhã rong chơi đón hồn. An Di Đà Phật. Bây giờ đắp nấm xong mà rồi hồn phải ở lại phải tôi ra về. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu ai không hỏi yêu à gì tê chấp vốn à quên phân cho tỏ à tường. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hồn xứ Bắc xứ Đông siêu âm nhạc rõ hồn không mấy có và nhà. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi ra từ quê nghèo mà bước đi, mong sao tương lai như ai về giúp mẹ. Đến khi như người bao lần nhớ tới mẹ đâu, để giờ đây tất cả xa rồi như là mây khói mà thôi. Chiều nay con trở về xin mẹ hiền thứ tha. Bao nhiêu năm qua trong nhung gấm lụa là, để mẹ quê nhà tao tần đôi gánh che xôi. Thời gian trôi tóc mẹ bạc rồi, con nghẹn ngào cắn môi mà rưng rưng nước mắt. Biển lớn trời cao mà tình thương muôn thuở dâng dạt dào. Người ơi đừng quên
xảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Phải hiểu em ơi, hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như